Xin chào quý vị khán giả thân mến. Hiện tại thì cháu Hùng đang ở trong con đường Ha Lùng Cá. Và giờ thì là ăn cơm xong thì anh em sẽ là mỗi người một bao xi măng sang bên kia. Vì lúc này ăn cơm là có 60 mấy người thì bây giờ quyết định phải có 60 mấy bao xi măng ở bên kia để anh em đổ từ bên kia sang bên này để cho nó nhanh kịp thời. Vì là trên vùng cao bây giờ thì cũng đổi thời tiết đấy mọi người. Mọi người có thể thấy là ở đây thì giờ là sương mù các thứ, xong là trời mưa nữa. Thế nên là mọi người giờ này thì mỗi người một bao. Mày! Ít tụi bố! Ê chị chữ! Ê chữ đấy! Ngon đi, ê chị chữ đi á! Ê chị tao! Ê chị tao! Ê chị tao! Ít tụi chín đen! Và hiện tại bây giờ các chị, các cô, các bà ăn cơm vẫn còn chưa xong và chỉ có những người đàn ông ăn cơm xong thì mọi người ra mới gánh đi trước, vác đi trước để đổ sang bên kia mọi người ạ. Và giờ thì mình sẽ cùng với lại máy quay mình sang bên kia để xem mọi người vận chuyển xem là làm đến đâu. Lúc mình đang ra đây để nấu cơm thì là mọi người cũng làm được khá là nhiều rồi. Sương mù dày đặc, mọi người đang cùng nhau gánh những bao xi măng và những cái thùng nước vào đây để đổ đường. Thì là giờ này thì mọi người, những người phụ nữ vẫn ăn cơm chưa xong, vẫn chưa về đến. Hôm nay là làm 6 mâm cơm mới không đủ người. Lúc đầu đếm 60 người rồi, về sau vẫn còn 65-66 người. Đó. Đấy, một tay hôm nay đi làm rồi này. Đó, theo tay nào. Đấy, đây nè. Như đầu con rắn luôn này. Đi làm đi còn làm gì nữa. Ủa chị? Ủa chị à, thế là cái phụ trách về phần xi măng. Ôi giời, cha đầu tuần đi tuần này nè. Đi tao. Hả? Đi tao. Cha lúc mấy tuần đi hả? Ừ. Bộ tao đi uống con to lộ. Nãy là con làm từ bên con làm từ bên kia về chứ có phải gần không? Còn bên kia về thì mọi người vận chuyển nó sẽ dễ dàng hơn. Xe máy nó có thể đến được. Bây giờ mà cứ gì lùi lùi ra ngoài kia là hơi vất vả mọi người ạ. Giờ mình sẽ sang bên này để cho mọi người xem là hãy chơi những gì bên này. Cho xe vào lấy luôn. Cái này
ơi ơi ơi, bình tĩnh thôi, tí rơi xuống dưới bây giờ. Anh Dính là hết hôm nay là làm xong là mai không phải vào ấy nhở? Ở đây không nhìn thấy mọi người luôn ạ. Mọi người làm cũng nhìn thấy luôn mà. Trời ơi. Nói chung là ước mơ của bà con 4 hộ ở trong này thì cái hiện thực thì sắp được thực hiện rồi mọi người. Vì bà con mơ ước cũng lâu lắm rồi vì xã không đủ kinh phí để làm, mà cũng rất là may mắn khi được gặp được anh Cha Vlog mọi người ạ. Ly kìa. Ok, xong à. Ôi, chỉ tươi dâng tỏa tàn lắm à. Nhìn nó hơi khô nhờ. Có khô quá không anh? Được rồi đúng không? Sợ nó khô quá lại không vừa. Không được chứ. Mưa như thế này thì đá ướt hết. Nói chung là tiết kiệm được bao nhiêu nước liền. Không ít túi nhỏ, không ít túi nhỏ sợ tao luôn mà. Nhưng mà bà xoa gáy hết rồi thì nó mới vào. Anh Mong Hiệp còn chưa vào đến ấy. Sáng cứ tưởng là trời mưa bà con không làm nên là anh Hiệp cũng không vào. Vì mình sáng thì mình đi nấu cơm các thứ là mình cũng có thời gian để mình đến đây gọi là quay cho mọi người xem, là mọi người tiến độ mọi người làm rất là nhanh luôn. Và làm từ tiếp ở trong kia ra đến đây là được khoảng 50 mét rồi. Lìa lò, thế lìa lò. Lìa? Chị lìa? Lìa? Gáy mà. Bi á? Kệ nó, không sao đâu mà, bi đâu, không sao đâu mà. Vẫn đi được đúng không? Đấy, đi được, thoải mái rồi. Không mặt à, không mặt chứ.
này đi mọi người ơi. Cho một tay tay đi. Cho tóm tay. Xin chú nè. Tôi sẽ chuyển cái máy sang bên kia tiếp. Giờ mọi người sẽ vác cái máy sang bên kia tiếp. Sáng vừa chuyển vào thì giờ lại chuyển ra để cho nó cái. Tại sao? Đã to ra, không cái đâu. Sáng nay kêu sắc gãy. Cái này ở cái kia đúng không? Được. Sao nhìn thế mà nặng đấy nhở? Tập trung những người khỏe nhất vào đây. Khỏe nhất. Lúc tao rồi, những người đi sau sẽ sửa lại cái chỗ này. Ôi gió nhá. Ôi dồi ôi. Ừ, đúng rồi. Dọn sạch chỗ này, đá này trộn lại cho nó chắc chắn. Ôi, mà má. Tua. Ô,
接到了，接不接到了？这个红衣裳几趟了？红衣裳几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 
Đúng rồi, cố gắng làm xong sớm nghỉ sớm đi. Ngồi nói chuyện tốn hết bao nhiêu thời gian. Có đi một bó. Máy tắc đường thì các bà các cô đang không có đường để đi đây này. Có hôn đi nó đi. Các cô các bạn đã bị tắc đường mọi người. Tắc tín luôn. Tiền đó. À đây. Em Mai thích mình quá nên là cho tiền mình. Cảm ơn nhá. Rồi cho hẳn 30.000 nữa. 30.000 nữa. Cảm ơn nhá. Cảm ơn Mai xin gái nhá. Dầu u mà u chỉ chua đấy, chỉ có dầu u nỉa là dữ rồi. Ấy giờ nó chỉ mua kem mua cho con này nè, giờ nó chỉ mua kem mua cho con, giờ chỉ trầu đấy. Cái tên chúng ta đấy, 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 cái tên chú
Hả? Xếp á? Ờ, nó hiếp nó rồi. Lầu rửa số tỉnh này. Ờ, tóc bạc ấy, tóc bạc ấy. Tóc vàng ấy. Nhà có xe đâu? Sẽ lấy cái máy xe rùa này để ra ngoài này bắt cái này để tí nữa trộn xong là cái đẩy sang bên kia để đổ. Lấy con dao Đẩy cái xe rùa từ bên cái xe này cũng đủ mệt rồi. Tay làm sao ấy? Xe đổ à? Cho xe đi qua xe đóng băng luôn. Lúc chết rồi ra cho cái gì trong mũ. Cứ bảo đường, cứ bảo xe không cứ đi không sướng, nhưng mà đường có đi được đâu mà đòi xe đi không sướng.
xì rồi mà khá lố gì xe rùa đi khắp nẻo đường, đường nào cũng chiến. Từ vừa có nó to thì tê mà ngã luôn đấy, rơi xuống dưới luôn đấy. Có cái kê gì à? Tua mà chỉ tua thấy cá tơ đài thứ rồi. Đo người làm công nhận cũng nhanh thật nhỉ. Đổ một lúc đã được gần 2 mét rồi. Hả? Ra tỏ á? Dở đúa á? Ở thà thì ưu chỉ bao á? Thảo chỉ tao thảo chỉ tao ua mù nông ta lở. Thế là lúc anh ấy cái chia mình bảo là sang bên kia thì làm còn nhanh hơn. Anh ấy đang lừa mình đấy, vì sang bên kia là ít người hơn rồi. Hai kia là anh em ở bên này có đất là không sang nữa rồi. Mà
那你俩。 một tao tao ôi một máu đi đâu kia đâu mà ó dọ bò kìa ôi giờ khỏe mà nãy ăn hẳn hai tô cơm này không khỏe mà nữa. Ok nói đẹp luôn, lung linh luôn. Một tay mà xoay xe cầm nhắc thắt một nè lúc nè chưa run nổ lúc mà chả tua cha một đĩa. Cái bàn xoa đâu? Bàn xoa đâu? Cái bay ấy. Lấy cho mọi người làm luôn đi, đang không có. Phan Xi Păng sao bằng này được? Đó, chú muốn chứ, lấy mà khó lắm à? Đây là vực này. Giờ không có chỗ đi luôn đấy. Chắc là thì mình sẽ quay qua bên trong đi thôi mọi người ạ. Trời ơi. Nói chung là các bác với lại mọi người cứ bảo là phải cho cốt pha lên, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy là nếu mà cho cốt pha lên thì nó sẽ không được như này. Thì nó chắc chắn nó sẽ đẹp nhưng nó sẽ hẹp hơn mọi người ạ. Đó, nên là mọi người ở đây thì sẽ không dùng nữa, mọi người sẽ như thế, cứ thế mà láng đi thôi mọi người. Nên là mọi người xem được thì mọi người cũng thông cảm. Vì không phải là mọi người lười đâu, mà là mọi người làm cái này nó sẽ được chắc chắn hơn. Nhìn nó không được đẹp thôi, nhưng mà nó sẽ chắc chắn hơn cái mình làm như thế kia. Đó mà phải, cho lấy tiền cái gì?
À tôi muốn sao? Cái không có được mà phay mà, cái đồ ít chơi gì tôi mà phay mà. Ừ. Cái này mai phát sau trường tay. Ừ. Cắt đồ rồi. Muốn cho chế các tù phay cho lùa dế à? Ờ, để đấy mai phát cho anh em đập đá với lại sắt đá. Nó ít cả lắm, đấy là một đôi đấy. Một kia mà. Đấy các bà là đi gánh nước. Một số xây gánh nước, một số đi lấy xi măng và một số là gánh bột ướt, một số là gánh bột khô. Và hai ba thanh niên ở đây để láng. Rồi, mọi người phân công việc ra. Em Mai xinh gái, em làm được mấy chuyến rồi? Mười chuyến rồi á? Em khỏe đấy cả. Ôi rồi ơi, ôi rồi ơi, đít chồng vào mặt anh dính hết rồi. Ôi rồi, ư láng thế mà lâu mà uốn lâu mà. Yeah, tiene hipo, mà tiene cá ốp bùa kìa. Giờ tiene sư hipo, mà tiene cá một cái bếp bùa nè mà. Các chị em phụ nữ, những người trẻ những làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ luôn. Có sát sáu tông với chị à. Đi qua mé bên trong kia nhiều hơn tí, ra sẽ sửa sau. Ta rồi. Giờ cao một tổ rồi. Chúng hết tổ ế mà. Giờ thì mình sẽ xem đây để xem là mọi người hết nước chưa. Vì là bây giờ cái lượng nước mà đi xa nên là mọi người đi gùi nó rất là khó. Sợ không đủ cái lượng nước mà cấp cho mọi người làm càng nhanh thì càng tốt, nhưng mà cái lượng nước bây giờ rất là hiếm luôn. Giờ bây giờ là cái vấn đề là nó vừa ở xa này. Giờ những người đi cánh đi lại nó cũng rất là mệt mỏi này. Đó. Đây những người ở đây thì vẫn đang đợi để gùi bột nha. Gùi bột ướt đi.
chắc là buổi chiều ngày nay thì khả năng là vẫn xong được đoạn này mọi người ạ. À, mọi người nếu mà làm xong đoạn này sớm thì mọi người mới sẽ nghỉ sớm, mà làm xong muộn thì mọi người sẽ nghỉ muộn. Hôm nay là quy định của mọi người là như thế, thì mai sẽ chuyển lại, tiếp tục chuyển cái máy nghiền với lại máy nghiền đá với lại cái máy này trộn vào trong kia. Mai là bọn mình sẽ dựng lán ở trong kia nha mọi người, dựng lán ở trong đấy để cho mọi người và bà con sẽ trông ở trong đấy. Tuy là đông người nhưng mà mỗi người một việc, mỗi người một công thì rất là nhanh luôn. Một số sẽ đi gùi nước và một số sẽ ở đây gùi bột đá, một số sẽ đựng xi măng. Và chắc cái thước phim của mình thì mình sẽ quay đến đây thôi. Và giờ thì cũng hơi muộn nữa, mình cũng chuẩn bị ra tắm rửa rồi mình đi ra ngoài huyện Ngà Vạc để mình có chút việc. Để chắc video mình đến đây là kết thúc. Và hẹn tất cả mọi người và những quý khán giả ở video tiếp theo trên kênh của Ngà Vạc. Và hẹn tất cả mọi người những cái thước phim mà làm cái con đường của Ha Lủng Cá này. Thì cũng mong sao là bà con làm xong sớm thì bọn mình sẽ khánh thành sớm mọi người ạ. Làm xong sớm thì sẽ khánh thành sớm, vì anh Trao thì hai hôm nay sẽ không ở đây nữa. Anh Trao sẽ đi xuống dưới đi lại đi xuôi rồi, và để bàn lại công việc lại cho hai anh em, cho Hùng với lại cho anh Hiệp ở đây để cai quản. Và mình thì là mình ở bên nấu cơm ấy, nên là mình cũng ít ra đây quay lắm mọi người ạ. Và mong sao tất cả mọi người cũng luôn quan tâm và luôn đồng hành cùng kênh của Hùng. Và mong muốn của mình là mọi người có thể đăng ký kênh của mình để giúp mình đạt 1.000 sub nha mọi người. Rất là hào hức luôn. Bỏ xin ạ từ. Nếu có phải em đi ăn cái gì?